Sau 3 tuần kể từ ngày toàn bộ trẻ mầm non của 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội được quay trở lại trường học trực tiếp, hầu như cả phụ huynh lẫn con trẻ đã dần thích nghi với điều kiện mới, nhịp sống trở lại bình thường. Đây là bậc học nghỉ dài nhất và cũng là đối tượng duy nhất không áp dụng phương án học trực tuyến. Ngày nào đi về thì con cũng kể chuyện rất là nhiều, líu lo kể chuyện xong rồi ở lớp như thế nào, rồi con được chơi gì, xong rồi kể trường con rộng lắm, đẹp lắm, các thứ. Thì tự nhiên là cảm thấy bố mẹ cũng rất là hào hứng, phấn khởi. Các trường mẫu giáo ở Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp mới để vừa đảm bảo công tác phòng dịch, vừa không gây áp lực cho trẻ. Các giáo viên dành khá nhiều thời gian để trò chuyện, nắm bắt tình hình sức khỏe, tạo tâm lý vui vẻ, háo hức, phấn khởi cho các em. Mặc dù chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm học, song với trẻ mầm non, 3 tuần qua là ngày hội đến trường thực sự. Cơ sở vật chất và điều kiện vệ sinh cũng là vấn đề được quan tâm trong tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp. Ghi nhận tại trường mầm non Hoa Hướng Dương, nhiều khu vực lớp học đã được bố trí lại với màu sắc rực rỡ và các yếu tố hình ảnh vui nhộn để kích thích giác quan trẻ. Khi có quyết định quay trở lại trường học, tất cả các cô trong trường theo sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường đã chuẩn bị rất là chu đáo, cẩn thận, như là tổng vệ sinh toàn trường, trang trí lớp làm sao cho trẻ hứng thú nhất khi quay trở lại trường học. Và nhà trường cũng chuẩn bị một số các cái trang thiết bị y tế để phục vụ cho công tác phòng dịch. Không gian vệ sinh của trường cũng được đầu tư kỹ lưỡng với toàn bộ thiết bị vệ sinh mang thương hiệu Inas, với công nghệ men Aqua Ceramic 100 năm trắng sáng giúp không gian luôn sạch sẽ, hạn chế tối đa các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Cùng với đó là khả năng chống bám bẩn, kháng khuẩn hiệu quả và thiết kế thân thiện chuẩn Nhật Bản. Các thiết bị này giúp trẻ nhỏ có thể tự sử dụng một cách dễ dàng. Phụ huynh và giáo viên có thể hoàn toàn yên tâm về mức độ an toàn cũng như đảm bảo vệ sinh trong điều kiện trường học. Bên cạnh các trường mầm non, các cấp học khác cũng chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để nâng cao biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường. Từ bàn ghế, trang thiết bị đào tạo cho đến không gian sinh hoạt chung như hành lang, nhà vệ sinh được các trường đặc biệt quan tâm. Trong đó, gạch kiến trúc và thiết bị vệ sinh Inox là sản phẩm thường thấy ở các trường phổ thông như Trung học cơ sở Cầu Giấy, Trung học cơ sở Trần Duy Hưng, Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Trường Tiểu học Chu Văn An. Sản phẩm thương hiệu Nhật Bản này có khả năng chống chảy xước, chống ma sát, chống cháy, chống rơi vỡ, dễ dàng lau rửa. Trong môi trường khí hậu nóng ẩm, ưu thế này giúp các công trình sử dụng gạch kiến trúc Inox ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ ẩm mốc và các vi khuẩn gây bệnh. Không gian học đường được nâng cấp sẽ giúp giảm thiểu nhiều nguy cơ lây nhiễm các mầm bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tâm lý của học sinh. Từ đó, học sinh hào hứng với việc đến lớp, chất lượng giáo dục sẽ được ngày một nâng cao.